Lan Anh xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 87 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ nha. Ánh mắt của anh lập lòe, nhanh chóng lật qua lật lại sách cổ ghi lại hơn chục ngàn loại đan phương. Bên ngoài, toàn bộ thành võ đế rơi vào bầu không khí sơ sát tiêu điều. Vạn Bảo Lâu sớm đã bị vây chặt như nêm cối. Nhà họ Tân, nhà họ Phương, nhà họ Tiêu, nhà họ Chu đã triệu tập một số lượng võ giả lớn bao vây bên ngoài Vạn Bảo Lâu. Một người đàn ông mặt chữ điền đứng ở đằng trước, trong mắt toàn là tơ máu. Nhà họ Tần đã đến thời điểm tồn vong nguy cấp, bố mẹ, vợ, con cái của các người sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào trận chiến này. Từ giờ trở đi, Tần Viễn Sơn tôi tiếp nhận vị trí đứng đầu nhà họ Tần. Tần Viễn Sơn, võ thánh trung kỳ, ông ta quát lên: "Hiện tại gia chủ ra lệnh, giết cho tôi, giết!" Mấy ngàn người không muốn mạng lao đến, dù là võ giả cấp thiên cũng gia nhập chiến đấu. Toàn bộ nhà họ Tiêu, sống lên! Trong đám người nhà họ Tiêu, một người đàn ông trung niên dữ tợn gào thét: "Tiêu Long Chiến, em trai Tiêu Long Đồ, võ thánh trung kỳ, gia chủ mới của nhà họ Tiêu." "Nhà họ Phương nghe đây, nếu chúng ta thắng trận chiến này, tất cả tài sản của Vạn Bảo Lâu cho mọi người tùy ý chọn lựa." Một lão già trong đám người nhà họ Phương đau thương gào lên: "Nghe lão gia chủ, giết!" Một vài người nhà họ Phương tán khí ngập trời, bọn họ giơ võ khí phóng về phía Vạn Bảo Lâu, nhà họ Chu hét to. "Toàn bộ nhà họ Chu nghe, san bằng Vạn Bảo Lâu cho tôi, báo thù cho tộc trưởng." Bốn gia tộc người căn dữ kết hợp lại, chừng mấy chục ngàn người, những người này đều là người tu võ, còn kinh khủng hơn cả đội quân triệu người. "Đến rồi, ngăn lại!" Lăng Thi Âm thét dài, trận chiến hết sức căng thẳng. "Giết!" Bên ngoài Vạn Bảo Lâu vô cùng hỗn loạn. Máu tươi, thi thể, chân cụt tay đứt, đầu người nơi nơi, giết, giết, giết. Bất kỳ thứ gì muốn đến gần Vạn Bảo Lâu đều giết hết. Vạn Lăng Phong mái me khắp người, giết đỏ cả máu. Bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, vô số cao thủ điên cuồng đánh tới. Cho dù là Lăng Thi Âm cũng cực kỳ mệt mỏi, đôi mắt cô ta đỏ bừng, trong mắt phủ rộng tơ máu, xông vào trong đám người điên cuồng giết chóc. Bốn năm tên võ thánh trung kỳ thấy thế, đồng loạt ra tay ngăn cản Lăng Thi Âm, giết. Lâm Thương Hải hét to, dẫn đầu người của Vạn Bảo Lâu đánh lui hết đợt này đến đợt khác. Đường Thiên Ngạo bị dọa đến cả người run rẩy, trốn ở trong góc khóc không ra nước mắt. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy?" Lúc này, trong một quán trà ở nơi xa, Vân Chi Lan ngồi cạnh cửa sổ, vừa uống trà vừa nhìn trận chiến trước cửa Vạn Bảo Lâu. Nơi đây chỉ cắt Vạn Bảo Lâu một con đường, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Gương mặt xinh đẹp của Vân Kiếm Bình trắng bật, không ngừng nôn mửa. "Ê, ê, ông nội, cô ta sắp phát điên rồi, cửa Vạn Bảo Lâu toàn là thi thể, những tên võ giả căn giữ gia tộc kia như bị điên, không ngừng đánh về phía Vạn Bảo Lâu. Thi thể của đồng đội, thi thể của kẻ địch liên tục bị dẫm lên, chia năm xẻ bảy, cổng Vạn Bảo Lâu quả thực không khác gì địa ngục tu la." "Những gia tộc người căn giữ này chỉ có thể làm như vậy ư?" Vân Chi Lan lẩm bẩm. "Nếu Diệp Bắc Minh không chết, sau khi ăn hồi phục, người chết chính là bọn họ, hiện giờ là cơ hội duy nhất của họ." Trong một quán ăn khác, Phong Cổ U ngồi đó, nhìn cửa chính Vạn Bảo Lâu, mí mắt mặn mẽ giật giật. Mấy người Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thần chỉ có thể mong ngóng ngồi xem ở khu vực an toàn. "Ông nội cả, ông nội, mau ra tay giúp đỡ đi." Diệp Như Kè lo lắng rậm chân. "Hey!" Diệp Lăng Tiêu thở dài, "chẳng có cách nào, chúng ta hoàn toàn không xen tay vào được. Giờ đi qua hỗ trợ chỉ có nước chịu chết, hy vọng người Vạn Bảo Lâu có thể kiên trì." Trong phòng bao nào đó, Ngụy Yên Nhiên đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu trước cửa Vạn Bảo Lâu. "Kiên trì, mọi người nhất định phải kiên trì, chủ nhân nhất định có thể kiên trì." Lý Gia Hân đi tới, hai tay nắm lấy ngặt cửa sổ, đốt ngón tay trắng bật. Suốt 3 ngày 3 đêm, bên ngoài Vạn Bảo Lâu biến thành núi thây biển máu. Người Vạn Bảo Lâu gần như tử thương toàn bộ. Vạn Bảo Lâu vốn có hơn chục ngàn hộ vệ, giờ phút này chỉ còn lại có mấy trăm người, thi thể chồng chất thành núi, bọn họ vẫn cắn răng tử thủ. Vạn Lăng Phong chặt đứt một tay, vẫn gào thét: "Đừng từ bỏ, ngăn chặn bọn họ cho tôi." Toàn thân Lâm Thương Hải đều là vết thương, máu gần như chảy khô. Bất luận kẻ nào cũng không được bước vào Vạn Bảo Lâu một bước. Đường Thiên Ngạo cũng gia nhập chiến đấu, một con mắt bị đâm mù, một cái chân hoàn toàn mất đi cảm giác. "Mẹ nhà nó, Đường Thiên Ngạo ông đây liều mạng với chúng mày, đám chó hoàng gia tộc người căn giữ, đến, đến, ông đây không sợ." Ông ta thèm sống sợ chết.
Gió thổi chiều nào theo chiều nấy, bằng mặt không bằng lòng. Giờ phút này ông ta đều không đếm xỉa đến, hơi thở lang thi âm bất ổn, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nhìn chăm chú vào mấy người Tiêu Viễn Sơn, Tần Long Chiến. Cho dù là võ thánh đỉnh phong cũng không chịu nổi. Nhiều người tu võ thay nhau chém giết 3 ngày 3 đêm như vậy, Tần Long Chiến tái mặt. Đù, đám này thật sự không sợ chết sao? Kẻ thủ nhà họ Tần tử thương hơn một nửa. Tiêu Viễn Sơn bình tĩnh đáp, bọn họ chỉ còn lại vài trăm người, nhiều nhất có thể kiên trì thêm 3 giờ. Chúng ta góp thêm chút sức, đồng loạt ra tay, chờ cái rắm, giết, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Lão gia chủ nhà họ Phương điên cuồng gào lên, gia tộc người căn giữ lại một lần nữa tập hợp, mấy ngàn người lao tới, mọi người trong vạn bảo lâu tuyệt vọng. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Muốn giết sạch người của tao? Gia tộc người căn giữ thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía vạn bảo lâu. Vạn Lăng Phong kích động quỳ xuống. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Thiếu chủ, ha ha ha, cậu không sao cả. Lâm Thương Hải mệt lẻ nằm trên đất, ngửa mặt lên trời cười to, bẻ vai Đường Thiên Ngạo co rúm, kích động chảy nước mắt. Đù, Sĩ Bắc Minh, nếu cậu không giết sạch những người này, rồi để ông đây làm võ lâm minh chủ, dù có là quỷ tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Mẹ của tôi giao cho cậu tất, cậu nhất định phải cho tôi thủ lao tôi nên được. Hu hu hu, Đường Thiên Ngạo khóc, kích động, run rẩy, hoàn toàn do bị dọa. Mẹ nó, 3 ngày 3 đêm này quả thực hù chết người. Một âm thanh lạnh như băng truyền ra từ bên trong vạn bảo lâu. Được, về sau võ lâm minh chủ giới võ đạo Long Quốc chấn lẻ Đường Thiên Ngạo ông. Chợt thấy một cột sát khí nồng nặc phóng lên cao, bao phủ toàn bộ vạn bảo lâu. Một bóng người cầm kiếm đoạn long trong tay bước ra từ bên trong sát khí. Khoảnh khắc trông thấy Diệp Bắc Minh, thiếu chủ, Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải kích động. Tống hội trưởng, Đường Thiên Ngạo hưng phấn kêu to, cậu đã đáp ứng tôi rồi đấy, tôi muốn làm võ lâm minh chủ, Đường Thiên Ngạo tôi sắp làm võ lâm minh chủ, làm sao có thể, cậu ta không có việc gì ư? Lông mày Vân Chỉ Lan giật giật, cảm thấy khó tin. Ông nội, cậu ta cứ thế đi ra sao? Vân Kiếm Bình cũng thay đổi sắc mặt, trong đôi mắt to xinh đẹp toàn là sùng bái và kích động. Hít hà, thằng này, Diệp Lăng Tiêu hít sâu một hơi, Diệp Cấm Thần lẩm nhẩm. Ăn kẻ, rốt cuộc cậu ta là quái vật gì thế? Trái tim Phong Cổ U không ngừng bùm bùm đập loạn, biểu cảm hoàn toàn cứng lại. Ngài Diệp, trông thấy Diệp Bắc Minh, Ngụy Yên Nhiên vui đến phát khóc, thân thể mềm mại của Lý Gia Hân sụi lơ, cục xuống bên cửa sổ, miễn cưỡng đứng vững. Hai người ở trong phòng bao này ròng rã nhìn suốt 3 ngày không chợp mắt. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh xuất hiện, các cô kích động đến không thể thở nổi, người như muốn nhũn ra. Diệp Bắc Minh mỉm cười, các vị, 3 ngày này cực khổ rồi, tiếp theo hãy giao cho tôi đi. Lời vừa dứt, Diệp Bắc Minh đã lao ra ngoài. Là Diệp Bắc Minh. Vừa thấy Diệp Bắc Minh bước ra, tất cả cao thủ của gia tộc ở đây đều choáng váng, không ngừng nuốt nước bọt. Tiêu Long Chiến quát một tiếng lớn, Diệp Bắc Minh lại như thế nào? Cậu ta đã bị thương, 3 ngày ngắn ngủi, chắc chắn không thể hồi phục. Cùng tiến lên, giết Diệp Bắc Minh. Mấy ngàn người lao tới, đôi mắt Diệp Bắc Minh bộc phát ra sát ý rung trời, kiếm đoạn long trong tay cắt không chém xuống, thân thể mấy trăm người nổ tung, hóa thành từng đám xương máu. Diệp Bắc Minh như một cối xay thịt, chớp mắt giết ra một đường máu. Á! Gia tộc căn giữ kêu thảm thiết, điên cuồng chạy trốn. Vù! Một kiếm quét ngang, mấy trăm người bị chiếm ngang lưng, trực tiếp cắt thành hai nửa, lại một kiếm rơi xuống. Ầm! Mặt đất vỡ ra, xuất hiện một khe rãnh kinh khủng. Mấy trăm tên võ giả gần đó bị đánh chết tươi. A! Tần Viễn Sơn nhìn võ giả nhà họ Tần bị giết chết, mắt như muốn lòi ra. Diệp Bắc Minh, con mẹ nó, mày thật đúng là đáng chết. Ông ta tức giận gào thét, cầm trong tay một thanh loạn đao bằng thiên thạch, điên cuồng vọt về phía Diệp Bắc Minh. Võ giả nhà họ Tần, cấp bậc võ thánh trở lên đồng loạt ra tay cho tôi, giết chết Diệp Bắc Minh. Vù, 5 người bước ra khỏi đám người. Cộng thêm Tần Viễn Sơn, thì có tổng cộng 6 bóng người lao về hướng Diệp Bắc Minh. Tần Viễn Sơn nhè răng cười, Diệp Bắc Minh, ông đây không tin cậu có thể khôi phục chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, chắc chắn cậu đang miễn cưỡng chống đỡ. Nhà họ Tần của tôi bị cậu biến thành dáng vẻ này, cậu chết đi cho tôi. Diệp Bắc Minh lười nhìn Tần Viễn Sơn, dù chỉ một cái, ăn nâng tay chém lên một kiếm ra ngoài, 5 cái đầu của võ thánh sơ kỳ bay lên cao, còn người Tần Viễn Sơn co rút lại, sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất. Vì sao? Ôi trời ơi, vì sao phải đối xử với nhà họ Tần của tôi như vậy? Không, không, không. Ông ta ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt chảy ra huyết lệ. Bốp,
Tiêu Bắc Minh lười nghe ông ta gào trống, anh chém ra một kiếm, cái đầu của Tần Viễn Sơn bay lên cao rồi rơi xuống đất, mãi cho đến chết. Trên mặt Tần Viễn Sơn vẫn là vẻ không cam lòng, nhà họ Tần bọn họ đã xong rồi sao? Trời! Tiêu Long Chiến hít một hơi lặn, rút lui, mau bỏ đi. Đám người nhà họ Phương và nhà họ Chu cũng sợ tới mức ba hồn chấn động, bay phát thăng thiên. Mọi người bình bại như núi, điên cuồng chạy ra khỏi thành Võ Đế. Tiêu Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, đuổi theo như thần chết. Vạn Lăng Phong quát lên một tiếng lớn, các anh em, giết hết đám phế vật này cho tôi, không để lại một kẻ nào hết. Cùng nhau ra tay, đánh một trận với thiếu chủ. Lâm Thương Hải tức giận trống lên, diệt gia tộc người thủ hộ, lập tức lập ra danh tiếng bất bại, giết. Tiếng gầm ngập trời, dưới màn đêm, khắp nơi trong thành Võ Đế đều là tiếng gào thét. Diệp Bắc Minh sử dụng thép càn khôn trấn ngục, phạm vi mấy chục ngàn mét đều được bao phủ ở dưới mắt ăn, không có một người nào có thể trốn thoát được. Đây là một bữa tiệc giết chóc, trong thành Võ Đế vô cùng yên tĩnh, ở trên đường toàn là phần còn lại của cơ thể mất tay chân, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập mùi máu, đám người tu võ đứng xa xa xem cuộc chiến đều run rẩy. Nửa giờ sau, toàn bộ người tu võ của gia tộc cổ võ đều đã bị giết hết. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, mùi máu tươi nồng đậm vẫn kinh khủng như trước, mãi không tiêu tan. Thi thể ở trên đường đã bị những người tu võ khác dọn dẹp sạch. Vô số người dùng nước cọ rửa mặt đất, một lần lại một lần, nhưng vẫn không thể nào che giấu mùi máu tươi khủng bố kia. Trong Vạn Bảo Lâu, Diệp Bắc Minh đang chữa trị cho đám người bị thương. Anh đưa tay ra chuyển đan dược cực phẩm xuống để mọi người chữa thương. Một cánh tay của Vạn Lăng Phong hoàn toàn biến mất. Đường Thiên Ngạo mù một con mắt. Lâm Thương Hải trúng hơn 10 đao, hấp hối, suýt nữa thì chảy cạn máu. Lăng Thi Âm bị nội thương. Diệp Bắc Minh đều chữa trị lần lượt cho bọn họ. Lăng Phong, ông yên tâm, tôi sẽ tìm được thuốc nối liền tay chân gãy. Diệp Bắc Minh mở miệng, Vạn Lăng Phong sang sảng cười. Ha ha ha, có thể kề vai chiến đấu với thiếu chủ, cho dù có chết cũng đáng. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Đường Thiên Ngạo. Đường Thiên Ngạo, con mắt này của ông cứ coi như tôi nợ ông. Khóe miệng Đường Thiên Ngạo chảy ròng ròng máu tươi. Ha ha, một con mắt mà thôi, đổi một vị trí võ lâm minh chủ, con mẹ nó rất có lời. Cảm ơn mọi người, Diệp Bắc Minh lắc đầu, tất cả đều không thể diễn tả được. Anh tiếp tục chữa thương cho những người khác, cho đến khi mặt trời mọc. Thiếu chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Một hộ vệ kéo cơ thể bị thương đi tới, anh ta nói mình là thư ký Tiền, muốn gặp ngài. Thư ký Tiền ư? Diệp Bắc Minh nhướng mày, để anh ta tiến vào. Vâng. Một lúc sau, thư ký Tiền vào Vạn Bảo Lâu, cả người anh ta đầm đìa mồ hôi, vô cùng sợ hãi, hai chân không nhịn được mà run, máu tươi và thi thể bên ngoài khiến người ta đã nhìn quen như anh, cũng suýt nữa nôn ra. Và lúc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, anh ta chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh như băng đập vào mắt. Thư ký Tiền biết không phải nhằm vào mình, nhưng anh ta vẫn có một loại ảo giác, người mà mình đang đối mặt không phải Diệp Bắc Minh, mà là một thần chết nắm trong tay tất cả. Long, long soái, gia tộc người thủ hộ thật sự xong rồi ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, từ giờ trở đi, Long Quốc chắc sẽ không có gia tộc người thủ hộ nữa đâu, mấy gia tộc người thủ hộ còn lại hoặc là giải tán, hoặc là bị giết. Thư ký Tiền run rẩy vội vàng nói, long soái, không thể giết hết người gia tộc thủ hộ được. Ồ, hội trưởng lão muốn ngăn cản tôi ư? Diệp Bắc Minh nhíu mày lại. Thư ký Tiền vội vàng nói, long soái, tuy gia tộc người thủ hộ hoành hành ngang ngược, chiếm cứ gần hết tất cả tài nguyên võ đạo của Long Quốc, nhưng theo ý nghĩa nào đó mà nói, gia tộc người thủ hộ quả thật cũng đang bảo vệ Long Quốc. Nếu gia tộc người thủ hộ bị giết hết toàn bộ, võ giả các quốc gia khác sẽ tiến quân thần tốc, không kiêng nể gì mà tiến vào Long Quốc. Đến lúc đó sẽ là một tai nạn ngập đầu với người bình thường. Thư ký Tiền tạm dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói, thậm chí có thể dao động căn cơ của Long Quốc. Diệp Bắc Minh lặn lùng nói, dao động căn cơ của Long Quốc ư? Chẳng lẽ gia tộc người thủ hộ chính là căn cơ của Long Quốc sao? Bọn họ nắm trong tay hơn 90% tài nguyên võ đạo. Người tu võ bình thường muốn tăng cấp, căn bản không có hy vọng. Thứ mà gia tộc người thủ hộ bảo vệ, căn bản không phải Long Quốc, mà là chính bọn họ. Tôi cho rằng, gia tộc người thủ hộ bị giết mới là chuyện tốt đối với Long Quốc. Diệp Bắc Minh căn bản không hề khách khí. Sau khi ăn nói xong, thư ký Tiền ngây người. Một lúc sau, anh ta mới cười khổ một tiếng. Long soái, tôi thừa nhận ngài nói rất đúng, đối với võ giả mà nói, gia tộc người thủ hộ quả thật là u ác tính, nhưng quả thật bọn họ cũng bảo vệ giới võ đạo của Long Quốc mà. Diệp Bắc Minh cười, thư ký Tiền, cậu trở về nói cho hội trưởng lão biết, giới võ đạo của Long Quốc không gia tộc người thủ hộ bảo vệ. Từ giờ trở đi,
Giới võ đạo của Long Quốc sẽ do Diệp Bắc Minh tôi bảo vệ, cho dù là võ giả của quốc gia nào, nếu dám can đảm bước vào giới võ đạo của Long Quốc để dương oai, tôi đều sẽ giết không tha, cho dù là người của Côn Luân Hư, về sau cũng không được phép tùy tiện đi vào Long Quốc. Giờ phút này, thời gian giống như yên lặng, tất cả mọi người ở đây, không chỉ là thư ký Tiền, tất cả đều không thể hô hấp được, đúng là ăn nói hùng hồn. Thư ký Tiền trừng to mắt như sắp rơi ra. Người tu võ của cô Luân Hư mà Diệp Bắc Minh cũng có thể ngăn cản ở bên ngoài sao? Thư ký Tiền khiếp sợ trần trờ hỏi. Long soái, những lời ngài nói là thật sao? Diệp Bắc Minh gật đầu. Được, vẻ mặt thư ký Tiền nghiêm nghị. Tôi sẽ chuyển lại lời của Long soái. Anh ta xoay người đi đến cửa lớn, đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, cúi đầu 90 độ. Long soái, Long Quốc có ngài mới đúng là tốt. Tiền Khôi Sơn hy vọng ngài có thể ổn định tình hình hỗn loạn của Long Quốc trăm ngàn năm qua. Nói xong, thư ký Tiền rời đi, ánh mắt Diệp Bắc Minh dao động. Dẫn tới đây, Diệp Phi Phàm trói gô bị dẫn tới, trực tiếp quỳ gối dưới chân Diệp Bắc Minh, dập đầu như rã tỏi. Bịt bịt bịt, em họ, tôi biết sai rồi, tôi quả thực là bị ma quỷ ám ảnh. Diệp Phi Phàm điên cuồng dập đầu, máu tươi chảy ròng ròng. Là tôi ngu xuẩn, lại nghĩ muốn hãm hại nhà họ Diệp, tôi rất có lỗi. Có lỗi với nhà họ Diệp, tôi rất có lỗi với ông nội của tôi rất có lỗi với mẹ cậu, tôi càng có lỗi với cậu. Bịt bịt bịt, Diệp Phi Phàm cũng bị dọa sợ chết khiếp, đúng là khủng bố. Diệp Bắc Minh vừa mới giết lão đại trong giới, lại giết đệ tử của viện trưởng học viện thiên thần Lý Trùng Tiêu. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Diệp Phi Phàm chỉ cảm thấy sợ muốn đái ra quần. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Nhà họ Diệp ở Cô Luân Hư bây giờ thế nào? Phải nói thật. Một chữ cũng không được giấu giếm, nếu không tôi sẽ xù hồn ăn. Mẹ nhắn lại cho ăn, nếu không khó xử thì mong ăn có thể bảo vệ nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư. Mặc dù Diệp Bắc Minh không có một chút tình cảm nào với nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư, nhưng mà dù sao cũng là một trong ba yêu cầu mà mẹ ăn để lại. Diệp Phi Phàm sợ tới mức tiểu ra quần. Hắn đã tận mắt nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lý Trùng Tiêu sau khi bị xù hồn, cũng biết bị xù hồn khủng bố như thế nào, hắn cũng không dám giấu giếm một chữ nào cả. Nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư chỉ là một gia tộc hạng ba bình thường. Ông nội của tôi cũng chính là ông ngoại của cậu, có tu vi võ thánh đỉnh phong. Năm đó, lúc nhà họ Diệp ở thời điểm đỉnh cao cũng từng có một võ đế. Sau đó hơn 100 năm đều không còn xuất hiện võ đế nữa. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tôi muốn nghe mấy thứ này à? Điều tôi muốn biết là tin tức của mẹ tôi. Diệp Phi Phàm nói rất nhanh. Em họ, thật ra tôi cũng chưa từng gặp mặt. Mẹ của ngài được bao lần? Bà ấy ở nhà họ Diệp rất quái vở. Khi tôi còn nhỏ đã rời khỏi nhà họ Diệp, mười mấy năm sau mới đột nhiên trở về. Mà lần trở về kia lại có thai. Diệp Bắc Minh không nói gì. Diệp Phi Phàm không dám giấu giếm. Hắn tiếp tục nói. Sau khi mẹ ngài, Diệp Thân Lam trở lại nhà họ Diệp, mới qua mấy ngày, người của đế quốc Thăng Long đã đuổi giết đến. Sau đó chúng tôi mới biết được Diệp Thân Lam lấy được một công phép nghịch thiên tên là Long Đế Quyết trong một cấm địa cổ xưa nào đó. Trừ cái đó ra, còn có một tòa thép kèn khó gì đấy. Bịch bịch bịch, Diệp Phi Phàm không ngừng dập đầu. Những thứ khác tôi thật sự không biết. Tôi chỉ là một con kiến hèn mọn, cũng không biết nhiều. Ngài cứ coi tôi là một con chó nhà có tang, là một con chó đáng thương, thả tôi đi đi. Bịch bịch bịch, tiếp tục dập đầu. Thôi, cứ để tôi xù hồn là được. Diệp Bắc Minh lặn lùng cười nói. Cái gì? Cậu... Diệp Phi Phàm ngây người, đồng tử cực liệt co rút lại, gần như sợ chết khiếp. Hắn giận dữ rống lên. Diệp Bắc Minh, mày đúng là đồ độc ác, tao là anh họ của mày mà, chúng ta có huyết thống. Phía sau Diệp Bắc Minh hiện lên một luồng ánh sáng đỏ như máu, sau đó chui vào trong đầu Diệp Phi Phàm. Sau một lát, Diệp Bắc Minh vừa lòng gật đầu. Diệp Phi Phàm quả thật không lừa ăn, những gì hắn nói đều là thật. Nhưng mà Diệp Phi Phàm có dã tâm rất lớn, muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp, làm hại nhà họ Diệp cửa nát nhà tan. Biểu đệ, tha cho tôi đi, tôi đáng chết, tôi thật sự đáng chết. Diệp Phi Phàm quỳ rạp trên mặt đất giống như một con chó, dập đầu bần bật xuống mặt đất. Diệp Bắc Minh nâng tay lên rồi vung ra. Một tiếng nặng nề khiến cả người hắn hóa thành mưa máu. Long đế, đột nhiên giọng nói sâu kín chuyển đến từ thép cảnh khôn chấn ngục. Cái tên rất quen thuộc. Khoan đã, vang, thép cảnh khôn chấn ngục trong cơ thể Diệp Bắc Minh điên cuồng chấn động. Thần thép trắng tinh phóng ra ánh sáng màu ngọc. Giờ phút này, thời gian trong cả vạn bảo lâu đều như dừng lại, là dừng lại thật. Mọi người đều sững sờ tại chỗ, cho dù là ruồi bọ bị máu tươi thu hút cũng đều yên lặng lơ lửng trong không khí. Lăng Thi Âm đứng tại chỗ giống như chạm ngọc, ánh mắt của Vạn Lăng Phong mất đi hào quang. Lâm Thương Hải há miệng vẫn duy trì tư thế nói chuyện với người bên cạnh,
Đường Thiên Ngạo vẫn đang cười. Trần Lê Y đứng ở phía sau Diệp Bắc Minh, mở to đôi mắt đẹp. Mọi người làm sao vậy? Nói chuyện đi, mọi người làm sao vậy? Diệp Bắc Minh chấn động. Thép Cảnh Khôn Trấn Ngục, đây là chuyện gì? Giọng nói của Thép Cảnh Khôn Trấn Ngục truyền đến. Không phải tô lèm, xoẹt. Giây tiếp theo, trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra ánh sáng đỏ như máu ngập trời. Một bóng người màu đỏ ngưng tụ đứng ở đối diện Diệp Bắc Minh. Tối hôm qua ăn no máu tươi, cuối cùng tôi đã có một chút linh trí rồi. Cậu chính là truyền nhân của Long Đế tôi ư? Bóng người màu đỏ vô cùng cao lớn. Ông ta đứng ở nơi đó giống như một pho tượng thần linh vậy. Có một loại cảm giác trên trời dưới đất chỉ có mình ta. Loại cảm giác này Diệp Bắc Minh chỉ cảm nhận được trên người 99 sư phụ. Diệp Bắc Minh chấn động. Long Đế ư? Là tôi. Bóng người màu đỏ gật đầu. Cùng lúc đó, Thép Cảnh Khôn Trấn Ngục đột nhiên mở miệng. Tôi nhớ ra rồi, Long Đế, chủ nhân trước kia của Thép Cảnh Khôn Trấn Ngục chính là Long Đế. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngây người, chủ nhân trước kia của Thép Cảnh Khôn Trấn Ngục chính là Long Đế ư? Đúng là quá bất ngờ, hư ảnh của Long Đế lắc đầu. Cậu không cần khiếp sợ, cũng không có gì bất ngờ cả. Ông ta còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh khiếp sợ bởi vì sự xuất hiện của ông ta. Trên thực tế, Diệp Bắc Minh khiếp sợ bởi vì Long Đế là chủ nhân trước kia của Thép Càn Khôn Trấn Ngục. Đương nhiên, Thép Càn Khôn Trấn Ngục và Diệp Bắc Minh trao đổi suy nghĩ. Long Đế không nghe được đối thoại của bọn họ. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Ông ăn đang định nói chuyện, lại bị Long Đế ngắt lời. Diệp Bắc Minh, tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không có nhiều thời gian lắm. Tôi cũng không có thời gian để trả lời câu hỏi của cậu. Bây giờ cậu hãy nghe tôi nói. Diệp Bắc Minh nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, ông nói đi. Long Đế gật đầu. Đầu tiên, tôi không có ác ý gì với cậu cả. Tôi có thể xuất hiện đều dựa vào việc cậu tu luyện Long Đế Quyết. Là sau khi cậu tu luyện Long Đế Quyết, hấp thụ rất nhiều máu tươi mới khiến một ít hồn phách của tôi hiện lên. Nhưng tôi cũng chỉ có thể xuất hiện lúc này thôi. Dù sao việc để tàn hồn buông xuống tiêu tốn rất nhiều, tàn hồn của tôi đã sắp không chống đỡ được rồi. Diệp Bắc Minh hơi trầm xuống. Cho nên lúc trước có vài lần tôi suýt nữa mất khống chế là bởi vì ông ư. Long Đế trầm mặc. Một lát sau ông ta mới mở miệng. Không sai, đó là một ít tàn hồn của ta chuẩn bị tranh đoạt quyền khống chế cơ thể này. Nói một cách khác là tôi định đoạt xá cậu. Nhưng mà tôi đã thất bại. Lực lượng thần hồn của cậu rất khủng bố, thoải mái, thẳng thắn thừa nhận, không có gì giấu giếm. Điều này đã khiến Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Vì sao? Long Đế nói. Bởi vì tôi bị kẻ địch chém chết. Cuối cùng chỉ còn một ít tàn hồn sống sót, bây giờ đang ở một nơi trong Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Ý của ông là ông muốn tôi cứu tàn hồn của ông ư? Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Long Đế mỉm cười. Không sai, chỉ cần cậu có thể cứu tôi sống lại, tôi sẽ dâng một nửa quyền hạ của Long Đế Quyết bằng hai tay lên cho cậu. Tôi còn sẽ nhận cậu làm đệ tử quen môn. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Diệp Bắc Minh có một loại trực giác. Không một ai trong 99 sư phụ của mình yếu hơn Long Đế, thậm chí còn vượt qua Long Đế. Có vẻ Long Đế đã sớm dự đoán được Diệp Bắc Minh sẽ từ chối. Ha ha ha, quả nhiên là một người thú vị. Ông ta thần bí cười nói. Không sao cả, sau khi tôi nói xong câu này, chắc chắn cậu sẽ đồng ý với tôi. Tôi biết chuyện về mẹ cậu. Một quả bom thật nặng. Bùm, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, nhìn chằm chằm Long Đế. Long Đế còn thần bí bổ sung một câu. Thậm chí, có lẽ là bố cậu là ai tôi cũng biết một ít. Cái gì? Bố tôi là ai? Diệp Bắc Minh hoàn toàn kích động, ăn trống to lên với huyết ảnh của Long Đế. Cậu đi cứu tôi sẽ nói cho cậu tất cả. Huyết ảnh lập tức tiêu tán, hóa thành một tấm bản đồ. Trên đó có một điểm đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng ngọc chói mắt. Diệp Bắc Minh biết nơi này 100% chính là chỗ tàn hồn của Long Đế bị nhốt. Sắc mặt ăn không ngừng dao động, xem ra chỉ có khi tìm được nơi này mới có thể biết rốt cuộc là tại sao. Người đâu, dọn dẹp sạch chỗ này đi. Giọng nói của Lăng Thi Âm truyền đến. Cô ta chỉ vào vị trí Diệp Phi Phàm chết. Vâng, lập tức có người tiến lên quét tước. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, mọi người đang nói chuyện phiếm, không có một ai cảm nhận được vừa rồi thời gian bị dừng lại vài phút. Diệp Bắc Minh truyền âm. Thép Cảnh Khôn Trấn Ngục, người này thực sự là chủ nhân trước kia của ông sao? Thép Cảnh Khôn Trấn Ngục trả lời. Nói chính xác hơn thì là ký chủ. Tôi và ông ta ký kết khí ước chủ tớ. Tôi là chủ, ông ta là tớ. Diệp Bắc Minh tò mò. Thực lực của ông ta như thế nào? Rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Có thể giết bất cứ người nào chỉ trong phút chốc. Sư phụ của tôi thì sao? Tôi chưa từng gặp sư phụ của cậu, cho nên không thể xác định. Diệp Bắc Minh hỏi lại. Có tin tức gì về ông ta không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc một lát.
Tôi chỉ nhớ rõ có ký chủ là Long Đế, chi tiết cụ thể thì không nhớ được. Diệp Bắc Minh có chút đăm chiêu, anh không tiếp tục hỏi nữa. Đột nhiên Diệp Bắc Minh hỏi: "Thép Càn Khôn Trấn Ngục, ông có nhớ kỹ khí tức của mẹ Nhược Tuyết không?" Thép Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: "Nhớ rõ, sử dụng Vạn Lý Truy Tông." Hẳn Võ Đế trong một căn nhà xa hoa, đám người nhà họ Hạ ngồi ở chỗ này. Diệp Bắc Minh kia không ngờ lại khủng bố như thế, một mình giết hết đám người của gia tộc người thủ hộ. Một ông lão khiếp sợ nói, một người đàn ông trung niên khác mở miệng: "Đáng tiếc, sớm biết như thế này thì nếu Diệp Bắc Minh trở thành con rể nhà họ Hạ, có lẽ từ nay về sau nhà họ Hạ chúng ta cũng sẽ vươn lên." Hai, một người đàn ông ở bên cạnh thở dài một tiếng. Tiếc nuối có ích lợi gì, Nhược Tuyết đã bị người của Côn Luân Hư đưa đi, mẹ Hạ vô cùng bực bội. "Được rồi, đừng nói nữa, nếu đã lựa chọn thì không được thấy tiếc. Nhược Tuyết đi Côn Luân Hư, hầu hạ vị công tử kia cũng không có gì không tốt cả." Lão già thở dài. Trở thành thị nữ của người khác dù sao cũng kém hơn việc trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. "Đúng vậy," người đàn ông trung niên kia gật đầu. "Diệp Bắc Minh có thiên phú rõ như ban ngày, chắc chắn sau này sẽ có thành tựu không hề kém vị kia ở Côn Luân Hư. Có phải chúng ta đã nhìn nhầm rồi không?" Có người đột nhiên nói. Trong lòng mẹ Hạ vốn dĩ đã hối hận, bây giờ nghe thấy người nhà nói một câu như vậy thì càng thêm giận dữ. Bà ta gào lên một tiếng: "Mấy người đủ rồi đấy, có cái gì mà phải hối hận? Cho dù Diệp Bắc Minh có lợi hại thế nào đi nữa, có thể so với người của Côn Luân Hư sao? Nếu vị công tử kia của Côn Luân Hư ra tay, một ngón tay cũng có thể đè chết cậu ta." Khi bà vừa dứt lời, đám người nhà họ Hạ đều thay đổi sắc mặt, không ngừng ra hiệu với mẹ Hạ: "Đừng nói lung tung, bà nói hù nói vượn gì thế?" Xuyệt xuyệt xuyệt, ông lão kia đặt ngón tay lên miệng, bảo mẹ Hạ câm mồm. Mẹ Hạ cười lặn một tiếng: "Ôi trời, chú mải sợ cái gì? Diệp Bắc Minh kia có ở đây đâu. Tôi không ở đây là bà có thể tùy tiện nói xấu tôi à?" Một giọng nói lạnh băng đến xương truyền từ sau lưng mẹ Hạ. Mẹ Hạ hít một hơi lạnh, cảm giác như có mũi nhọn ở sau lưng. Trong nháy mắt quay đầu lại, bà ta ngây ngẩn cả người, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ rạp xuống. Cậu Diệp Bắc Minh, sao cậu lại đến đây?" Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn mẹ Hạ: "Nhược Tuyết là người phụ nữ của tôi, bị các người đưa vào Côn Luân Hư, tôi còn không được đến sao?" Mẹ Hạ sợ đến tê dại ra đầu, gần như khó thở. Đột nhiên bà ta nghĩ đến mình là mẹ ruột của Hạ Nhược Tuyết, lập tức đầy tự tin, tức giận quát: "Diệp Bắc Minh, cậu có thái độ gì vậy? Tôi là mẹ của Nhược Tuyết." Diệp Bắc Minh tát một cái qua, đánh cho mẹ Hạ lăn xuống đất: "Bà đang sủa cái gì hả?" "Cậu..." Mẹ Hạ vô cùng tức giận bò dậy, trấn hai ôm mặt: "Cậu dám đánh tôi ư? Nếu cậu đã cho rằng Nhược Tuyết là người phụ nữ của cậu thì tôi chính là mẹ vợ của cậu. Diệp Bắc Minh, cậu dám đánh mẹ vợ của mình hả?" Diệp Bắc Minh cười lớn: "Mẹ vợ ư? Tôi đánh mẹ vợ đấy. Nếu không phải sợ Nhược Tuyết đau lòng thì cái tát vừa nãy bà đã là người chết rồi." Mẹ Hạ nhìn ánh mắt lạnh như băng của Diệp Bắc Minh, cần sợ cúi đầu. Ầm, một luồng khí thế kinh thiên ập đến, phụt, mẹ Hạ sợ đến quỳ xuống đất. Đám người nhà họ Hạ cũng quỳ xuống dập đầu không thôi. Diệp Bắc Minh cất giọng như tử thần: "Tôi muốn biết tất cả việc Nhược Tuyết đến Côn Luân Hư, nếu không hôm nay toàn bộ các người phải chôn thần tại đây." Lúc này Diệp Bắc Minh gần như thần chết, tất cả người nhà họ Hạ kể cả mẹ Hạ đều chỉ có một ý nghĩa: nếu còn trái lời người đàn ông trước mặt, bọn họ sẽ chết. "Đại nhân, tôi nói hết." Mẹ Hạ sợ như con chim cút: "Hồi tôi còn trẻ ạ, may mắn được cung xã tắc của cô Luân Hư chọn, trở thành một thị nữ của cung xã tắc. Sau này..." Mẹ Hạ hơi xấu hổ. "Sau này tôi mang thai, bố của Nhược Tuyết là một đệ tử ngoại môn của cung xã tắc, một lần trên đường đi làm nhiệm vụ bị ma thú giết." Tập 87 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lan An xin hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Ngôn Tình Rich Soul để nhận được những thông báo mới nhất nha.